Ôi sao kỳ vậy, tôi lui 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 lui. Rồi rồi. Ấy kẹt đạn rồi. Đi. Má. Chạy chạy chạy. Cái súng lạ quá. Chạy chạy chạy. Chạy 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 chạy. Hello, chào mừng mọi người đến với kênh của Trinh nha. Hôm nay là tối ngày 29 tháng 4. Mọi người chắc là đang đi chơi lễ rồi. Thì Trinh ở nhà chơi game và livestream đây. Không biết có ai ở nhà chơi game giống Trinh không ta? Hôm nay Trinh sẽ tiếp tục tựa game Project Jumpboard. Hôm qua bị căng thẳng quá nên là Trinh nghỉ sớm, chỉ live được có hơn một tiếng thôi. Hôm nay sẽ phải vượt qua nỗi sợ. Hôm qua là vừa mẹ nó vào chúng cái căn nhà báo động. Đó. Trinh sẽ chạy qua bên nhà bên này đi. Bên này có một cái hội bạc ti mà Trinh sẽ cố gắng gọi là gì, chiến đấu hết mình, không để nỗi sợ lấn át nữa. Con zombie nào ra đây. Đi thẳng đường này thôi. Mình cứ hiên ngang mà đi, không phải sợ sệt gì cả. Đi mới có tí là nóng hết cả người lên là sao. À, hôm qua thì hôm nay thì Trinh với lại bạn Trinh đã biết cách là để có thể tê le được đến nhau rồi. Thì tí nữa đợi bạn Trinh lấy xăng xong thì Trinh sẽ tê le bạn Trinh tới gần chỗ mình nha. Vô đi. Zombie với chị này. Game này thì mình cứ nói chung là mình khi mà mình đánh nhau thì mình zoom gại lại gần lại, canh khoảng cách xong rồi đập xuống là được. Cái này phải equip bow hand chứ nha. Trinh không sợ. Đến gần. Đó. Hoặc được trúng đầu nó. Ví dụ như Trinh đang xài cây đàn này là lực nó rất là mạnh nha, nên là một phát là có thể khiến nó gục luôn. Hôm qua Trinh đã có tìm thấy một hội bạc ti ở đây. Không biết hôm nay nó đã di chuyển đi chưa. Ở cái nhà chỗ này nè. Vậy như là chúng nó đã di chuyển thôi, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận. Có một con đứng ngay cửa sổ kìa, sẽ dụ nó ra ngoài chỗ này. Ui ui dây 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 dây, đông 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 đông, không ổn không ổn. Hai con thôi, không đông lắm. Rồi mình sẽ đập ngã từng con một. Cứ từ từ thôi. Nói chung là mình cứ bình tĩnh mà đánh là được. Bình tĩnh mà đánh nha mọi người. Không bị gì phải vội vàng hết. Trong nhà có khá là đông á. Trong nhà hai con nè. Để Trinh dụ cái con bên ngoài ra đã. Để Trinh sẽ chiếm cái căn nhà đó. Cái con phía sau đâu. Hello. Are you hurting me? Hey, hey you, come here. Come here. Rồi, chết. Chị kia lại đây, nhanh lên. Nhanh cái chân lên. Chết rồi, tự nhiên. Nhanh cái chân lên. Chậm chạp, chậm chạp. Nhanh cái
Rồi. Ok đó. Còn anh này thì sao? Thì mở cửa sổ này cho anh ra nha. Rồi. Ở đây. Đó, ra cho mới chúng tôi này. Xong rồi đúng không? Coi chị sẽ teleport bạn trên tới đây. Đây, mọi người vào phần player xong rồi sau đó nhấn teleport to you. Em đợi em một tí nha, anh ở lại cho em nha. Có một con trong nhà đó. Có một con trong nhà, anh đợi em một xíu nha. Anh xử lý con đó đi. Nó trong nhà mà. Ừ, nó trong nhà mà, vô xử lý đi. Đi chơi rồi sao á? Thôi gọi được mà. Này mình có lẽ làm vỡ cái cửa kính, ví dụ như cửa này mình có đập vỡ được không? Chắc là được Điêu nha, điêu nha, không đập được. Không được. Mở cửa sổ ra coi. chứ mình có giờ này đập cửa nè. À. Xử nó đi. Ở đây có cây đàn này, không biết chơi được không ta? Không chưa? Có vali mà bị nặng. Lấy mechanic vô một không nè. Cái không cần đâu. Qua đây. Em nhìn cái tủ vali chứ. Em đứng thịt ăn nha. Anh ăn không? Có cái nồi súp trên trên bàn nè. Anh ăn đi. Nó cũng Em vẫn còn. còn thịt nướng nhưng mà ăn vô bị trừ 2 HP. Có cái tô súp và steel nè, mình vẫn hấp được thôi. Thôi, Nó ăn tại vô. bị teo thôi mà em Không, để em chỉ đâu ăn đồ tươi sống thôi, em không ăn đồ qua ngày đâu, dở lắm. kiếm chọn rồi dòm tới rồi phải không được kém Nhưng mà đồ tươi trong người mình còn, mà tại sao mình phải ấy? Thuốc ngủ này để làm gì? để ngủ uống uống nhiều liền cho nó Nhưng tỉnh mà mình giấc nè. chơi mình chơi ấy mà mình đâu có cần phải ngủ đâu. Canh Rồi sạch em sẽ rồi, giặt thơm thêm cái ngon. giày nữa. Anh lấy cục thịt chưa? Thịt dưới đất á. Sao anh không lấy ăn đi? Anh khá no. À, em cũng có đồ ăn rồi. Anh bước đồ ăn ở chỗ cái nhà trạm xăng đấy cũng À, nhiều lắm. Mà nước cũng không hết nữa. Đường mưa à. Thôi đi chỗ xăng chỗ nào đó để anh xe xe ở xe đâu để mà đây, qua đây. nặng quá rồi tôi dòm trước để nó đứng ra Ở bên đó có. Ôi sao sao tụi nó mới di chuyển qua anh, thử thử nó coi. thì em đánh gia đình nó thì nó kiểm tra thôi. Chết rồi, sao em căng thẳng tăng cao vậy? Thử nó đi, nhanh lên, cố lên, để em cầm con dao em phụ cho. Mày ơi, mày ơi, mày này, con chó này, con chó này. Đến một con trộm quèo. Dựa thêm. Ủa sao này đàn ông hay đàn bà vậy? Chắc nữ hả? Có bờ ra đúng không? Có bờ ra. Trời. Anh tưởng đàn ông. Nữ, anh là nữ tóc ngắn. Có con tới nữa kìa anh. Xử con này nhanh, xử. Solo. Đánh hội đồng nha, chơi solo đúng không? Đúng. Để một hồi sau nó hội đồng mình. Đúng rồi, nó làm cho sao tao là nó ơi ơi. nó 10 đánh một mình là chưa. Trời mình ra anh thích bộ này đây không? không không Nam nam có mặc được không? Anh thử mặc đi, thôi thấy chị cho mặc không? Em nhưng mà thử chứ, mình phải thử chứ. Đó, xe ở trên này nè. Không, xe ghẻ nó thèm bà ỉ. má xe ghẻ không thấy mà có nhiều anh đứng dưới vậy. Mấy ảnh canh đấy. Nghe anh ơi, xe ghẻ thôi, bỏ đi. Bây giờ, qua đây nè. Anh đang bị nặng, em nổi đâu. Có chị đến. Ê, ê, Có đến đến, ê, nó đến 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 đây. Tập trung rồi. thằng con thằng con hay thằng màu áo cam này trước nha. Này bữa ơi ngon.
Sao nhanh vậy? Sao anh giết nhanh vậy? Em biết đổi chứ đầu nó nằm xuống. Đúng là vô trò chơi, chết mẹ sao em dính ở gần nó vậy? 2 đến 1 chuẩn về, 1 đến 1 à. Leader jacket kìa. Anh mặc cái gì? Anh mặc chưa? Sao cái đồ của em nó bị rách lắm, nó bảo vệ không được nhiều. Ê, bị rách cái vai rồi nè. Bị rách mất một phần vai rồi. Hình như của anh chưa bị rách cái gì cả rồi. Cả cái lỗ nhất gì á. Chưa đồ nào bị lỗ cả. Đó. Hình nữa à. Đâu à. Chết mà cứ thích tìm đến là sao nhỉ? Thích ăn đồ. Ăn đòn rồi. Hay em đập mạnh không? Mạnh mẽ không? Hiên ngang. Hay không thấy em sát zombie em đấm không? Đó, trải dài ra đây nè. Thấy không? Thấy không? 1 2 4 5 luôn, 6 luôn. Cái đèn chí. Xe kia vậy? Đâu? Ở đây nè. Xe nhìn tươi đó. Rồi. Màu hồng đấy, màu hồng nữ tính. Ở đó màu hồng hả? Ờ. Mình thấy giống như màu đất. Màu hồng đất. Đây này có màu hồng. Ủa xe này chỉ có sẵn lót gỗ vậy? Ờ. Anh có cần không? Em biết đâu, em coi thử xe còn ổn không, để cái đường còn quanh. Em bỏ đồ vô. Xe còn ổn, anh coi thử đi, còn ổn mà. Còn như mình đặt quỳ á. Còn xanh, chỉ có mỗi căn chắn gió là lỏ thôi, với lại hai cái bánh xe. Để trên đó đây, lỡ có cái gì cần thay sao? Nàng. Xe loại gì vậy? Ác quy. Xe là heavy duty. Ác quy loại gì nè? Có một cái bánh hơi giảm 41%. Một cái này là gì? Để đâu phải thay. Ờ à, đúng rồi. Cái bánh xe hơi tệ xíu, với lại chắn gió thôi. Chắn gió là cái kính á, kính trước với kính bên trái nó hơi nứt. Rồi, không có vấn đề gì cả. Với bánh xe thì hơi cùi. Ác quy tốt thì thôi, chứ mình bứt cái ác quy này đi. Ác quy. Ác quy thì cũng heavy duty. Ác quy là cái battery hả? À. Battery 89%. Thôi, để lại cũng được. Sao anh muốn em lái không? Lái đi em. Thôi. Em lái xong rồi cái xe đang xanh mướt nó thành đỏ lè đó. Bỏ vài cái bóng đồ lên đây. À, chúng ta đi chu du thôi. Đợi xíu. Bỏ đồ lên. Anh có cần bao tay da không? Em có mua dư một cái nè. Cần á. À, để em mang ra cho. À, em vứt xuống đất nha. Đây nè. Thì hồi nãy sao không lướt luôn cái mechanic ở bên nhà bên kia đây là mechanic 1 nè. Ồ, ok. Tưởng anh chọn con đường thất học. Anh lấy sách cho em học mà. Em có gì hả? Ủa cái quyển First Aid 1 của em đâu ta? Em vứt là. Anh cũng lượm được First Aid 1 mà. À vậy hả? Chứ không. Ờ kệ đi ta. Tới đâu tới? Lái đi. Thôi. À phát hiện mọi em sọc xong rồi, xong em vứt rồi. Giờ anh muốn đi đâu? Em biết đâu. Thì mình kiếm chỗ nào thì dừng chân. Dừng chân là chỗ nào? Mà đâu có chìa khóa đâu. Em có chìa khóa nè. Vô đi chứ. Vô lại đi. Thôi em thả lại cho anh đấy. Rồi vô đi. Ở trên xe có sẵn một cái box of screw rồi băng keo rồi eye makeup nè, anh có muốn makeup mắt không? Razor nữa nè. Nhưng mà razor là dân thôi. Đi như thế nào đây? Ủa thì đi tùy thôi, anh cứ đi trên đường thôi, cần gì mát. Đúng không? Có dòm thì mình chiến. Có nhà thì mình vô. Hợp lý không? Coi chừng vô nhà báo động, hôm bữa em mới vô. Cái dòng kìa. Đông vậy. Ở phía sau đông lắm nha.
có 9 giờ, 9 giờ đông lắm. Cho cái điện cụ đó. Gì vậy? Đông quá, đông quá. Chiến hả, chiến hả? Thôi, bình tĩnh. Ừ nha, để em quan sát cho. Mày là bưởi. Nè, nè. Rồi, rồi, một, một, một. Rồi, không có gì hết. Đây, 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 thêm thằng. Ui, ngon. Ơi. Ngon. Ngon. Rồi. Cái gì không? Nó có cái áo xịn kìa, cái áo xịn kìa anh mặc đi, tại vì nó có cái denim shirt á, em đang bị máu trên người. Ơ anh có áo denim shirt rồi. Ồ vậy hả? Vậy thôi để trên trên trong túi vậy. Rồi còn này thay nó đi. Nói chung là nó không làm gì mình thì mình cũng sẽ không làm lại nó đúng không? Ngược lại thôi chứ má. Đi đường này nè, cái đường mà mình đang lùi nè. Chứ hướng ngược lại không có đường, em ở trên map rồi, hướng ngược lại là ra sông. Này hả? Ừ, đúng rồi. Không kỳ gì mà chặn đường thế thì... Hướng ngược lại là gì? Kìa có hai hai anh chặn đường kìa, ba lận. Hay quá. Cẩn thận đó. Ở nhà gì nè, ngon gì? Ờ, vô vô vô, bait shop là mồi câu cá. Thôi dừng đây. Đấy, đậu đúng chỗ chứ. Phải luôn. Có cái view ngắm sông nữa kìa. Bên kế luôn kìa. Sao anh đổ xe hay vậy? Đấy, người ta biết lái xe. Đàn ông lái xe là à, tụi nó biết đến kìa. lái. Ấy cái xe này cũng là Harry Potter đúng không? Ai biết đâu. Để tí nữa em check thử xem. Mày đâu rồi? Ui, con kia nó đến anh ơi. Ê, ê, ê. Ơ, à, ơi. Ơi, sao không? Không, 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 không sao, không sao, chưa nghe tiếng cắn. Có một con đến nữa kìa. Coi kiểm tra coi có bị gì không. Không, không, chưa, chưa có tiếng cắn. Anh canh hộ em nha, chưa, chưa sao, chưa rồi. Sao, chưa sao. Mày, mày hả bưởi? Còn là... Ok. Mày, mày, mày. Để em check cái này. Dùng cái đàn này khó chịu quá à, mẹ dùng con dao mẹ rồi. Anh có con dao làm bếp nè. Em cũng có. Dao chặt thịt á. Ừ, đúng rồi. Cái này họ chỉ bị hư hư nhiều. Thì bị hư nhiều à. Ừ, vàng với đỏ không, mấy cái xanh toàn là trắng gió. Cái này có bộ bánh xe nè, xem có bộ bánh xe chưa? Hả? Chưa, chưa có, lấy đi. Hoàng hoàng. Đỡ mày xem. À, để coi cái loại này có phải là Heavy Duty không ta? Nhưng mà mình không có gì làm gì là xe này đâu. Cho bà đi. Thì mình gắn cái bánh, có một cái bánh xăng xanh nè. Gắn Không, được. loại này là ở standard. Làm gì có đồ để mà tháo. Ờ đúng rồi hả. Có anh đang đập cửa. Đập dữ gì anh? Đập dữ gì anh? Đập dữ gì anh? Chết chưa? Chết rồi đó. Đánh thế là còn chết nữa thôi á. Ờ vô được á. Rồi vô đi. Ôi nhà này có sẵn nước không? Nước gì? Đây nè. Ờ mấy cái bình này hay á. Ngon vậy. Chúng là như vậy bảo là rain collector mà sao lại để trong nhà. Nước sạch không? Nước sạch, nước sạch. Ờ fill thì kiểu như là nó dùng để đựng nước thôi đúng không? Ngon. Fishing line, fishing tackle. Có cả gun ở trong tủ lạnh nữa anh à. Có tên chip nè. Có worm frozen. Tên chip nè để lấy. làm lèo hả? Lấy đi, fishing line nè, fishing tackle nè. Fishing tackle này là cái ấy đúng không? Chắc là mồi. Cái, không phải cái bẫy cá. Có ba con gun ở trong tủ lạnh đó, lấy không? Má, phải rồi chị. Con có ba con frozen với lại hai con bình thường. Phải, má chứa vô trong tủ lạnh. À. Đỉnh thật. Fishing vol ở fishing vol 3 vol 4 thì nó hơi lâu. Fishing drop nè, ngon. Để em lấy cho.
Anh nghĩ là cái fishing tackle là kiểu như là để tăng tỷ lệ bắt được cá thôi. Chắc pin point 1 này lấy luôn nha, mình để lên xe. Có fishing point 1 luôn nè. À, lấy đây, lấy hay đi. Nhờ cái này giúp mình để đi. À, mình sống ở ngay đây cũng được luôn. Ồ, có thuốc, có thuốc. Blitz, blitz. Thuốc. Tempec. Lấy đây. Cái rồi, lấy thêm. Cái thùng ngoài này nữa. Quân 3, quân 4 chắc không cần lấy đâu ha. Ừ. Thùng ngoài này còn có mấy cái ấy, anh lấy đi, em nặng người rồi. Gì? À. Nào thì mang lên xe. Rồi, có hồ về đây lấy câu cá không đi? Tối rồi đây lấy câu cá thôi. 21 giờ, ừ, hợp lý á. Để em bỏ bớt đồ vô trong này đã. Bỏ mấy cái can này vô. Bỏ mẹ cái electric này đi. Nãy giờ có hai người rồi, không cần phải đánh nó mạnh quá nữa. Chép pin vol 1 nè. Ủa trong nhà đó có bếp không vậy? Hình như không anh à. Mình phải chặt cây làm bếp á. Xây được cái bếp lửa vậy ta. Em thử câu cá nha. À, xây được bếp lửa này, ơ may quá. Nó cần 2 lót. Trong xe mình có hẳn 2 lót luôn. Hay vậy. Má, đúng là định mệnh. Quá nặng quá. Phải đọc sách đã chứ, rồi mới câu cá chứ đúng không? Đói rồi, câu cá liền đi. Có thịt nè, ăn hết thịt đi không nó thiêu. Để ở dưới đất nè. Anh làm cái campfire này đã. Thì put up tên nữa nè, xây cái tên. Ờ, xây lều đi, xây lều đi, hôm nay mình chú là ở đây. Xây tên đâu đây? Thì đó, ngay cạnh xe mình đi. Đó, hai miếng thịt em vứt dưới đất á. Rồi. Để make campfire. Ủa rồi cái tên này làm gì ta? Ở dưới cho đẹp thôi, tại vì em không tương tác được. Chỉ có thách đao là dịp cái tên này đi thôi. Dạ, chắc đừng ngủ ấy. À, nhưng mà nó không cần ngủ đâu. Đeo đâu. Thì cửa xa xa xíu. Thôi nhìn cho nó có không khí cũng được. Thôi, bỏ sách đi gì báo thì nó vô đốt thôi. Vậy, ủa nhưng mà anh có mật lửa chưa? Anh có hộp diêm nè. À. Diêm nhắc được chứ. Đốt đi. Mẹ em có lửa chứ, bỏ tám vô đi. Bỏ cái đèn vô được không? Đây, anh có vài quyển. Add fuel nè. À, quần áo dư không? Quần áo cũng được. Để thì có quần áo. Để nhét mấy con mít mút vậy. Sao lại không có? Ra lướt đồ con dâm ở ngoài này là có mà. Trời, chuyện gì khó đã có Trinh lo. Quần xịp mà đen này mặc không? Ha. Đây. Đồ cái là đi xay cho được có 15 phút thôi nha. Long sock. Cái tác là cái gì ta? Chả biết luôn. T-shirt. Em đi lướt đồ tiếp đây. Hình ở quần xịp không nhét vô được, quần xịp không nhét vô để ấy được. Mẹ, quần xịp có cái gì quần thường đâu ta? Giày chắc không được rồi. Jean nè. Stock nè. Anh ơi, ở đây có một bộ áo vú màu hồng anh mặc không? Không, cảm ơn. Hay là để em mặc. Ồ, cái bầu trời sao nó phản chiếu trên kính xe này hay không? Hay không? Lại đây anh nhìn nè, ở dưới kính. Rồi, lên đốt cửa rồi đó. Lại gần kính xe thì thấy. Em bỏ quần vô. Ra câu cá thôi. Để em đọc sách câu cá rồi câu chứ nhờ. Thì em đọc đi chứ người. À, sách anh để đâu rồi? Để trong người anh. Bỏ ra đây, đừng có bỏ vô cái ấy. Anh ăn hai miếng thịt dưới đất chưa? Đâu, ở sau đuôi xe mình á. Cồn cào.
ra giặt cái áo denim. À, ở đây tối thui liệu có dông vậy? Chắc không đâu. Sao không không giặt được ta? Wash. Ủa, không giặt vũ được. Không. Anh bấm được phải là thấy có wash được. Ờ, wash nhưng mà em nhấn wash rồi không được. Em bấm xa xa ra không được bấm tới gần đâu. Là sao không hiểu? Không em được. Giữa sau vẫn hiện chữ wash mà. Biết rồi nhưng mà nhấn vô cái wash đó rồi chọn cho sale này chọn các kiểu này mà không được nè. Anh thử đi. Nè. Kỳ đó. Thôi tôi vô nhà có cái thùng đó. Ờ. Hay nhưng mà vô nhà tối em sợ. Có cái đèn pin nè. Có cái đèn pin ờ có cái đèn xe á. Shit. Câu cá. Đúng rồi, có con zombie nó ở sau nhà nó ra nó xử tô em sao? Câu không được rồi. Em nghe tiếng đập cửa. Cửa đâu? Em nghe tiếng zombie anh ơi. Nghe đi khóc khóc khóc. Tiếng em khào nhưng mà ý là con zombie nó không làm nhẹ. Anh vô trong nhà thử đi. Tiếng đập. Em nghe vậy nó đập từ sau nhà. Đủ sau nhà dám vô dám ra đó. Vậy thôi kệ nó đi. Nó đang đập cửa. Đâu. Sao đèn. Này lúc con đang ngồi nè. Có súng nữa. Hay vậy. Ủa đâu rồi? Nó tàn hình rồi. Em cũng thấy nó tàn hình rồi. Đây nè, nó chia ra lại nè. Nó có súng. Ngon. Anh lấy không? Sọc lên kìa. Cùng xịp xanh nữa. Anh có cái vest kìa, anh mặc chưa? Ừ, anh mặc chưa đi. Cái dép cảnh sát của nó. Em không mặc đi. Thì anh mặc đi. Em nóng quá rồi. Vậy. Có cây nice stick ờ à, cũng được để em lấy làm vũ khí đi. Súng này chỉ dọa người thôi. Nè. Nhưng mà em nghe bảo là sập pin nó sẽ bắn tốt nhất ở trong game này. Nhưng mà anh có đạn không? Ờ à, trong súng có sẵn đạn. Ừ. Nhưng chỉ có tầm 6 viên thôi. Nổ súng này đồng nghĩa với tự sát mà đúng không? Đúng rồi. Anh bị nặng quá nhờ. À, cầm súng thì cất ba cái vali rồi đã bị nặng. Hồi nãy hai miếng thịt ở trên đất anh lượm hết chưa? Rồi, được rồi. Ok, mình sẽ đọc sách. Còn cả rồi. Có sửa được có đinh không? Không, nếu có. Mình xe đi tạm chưa giờ. Ừ. Nó hộp. Con cá nó để tí bông hay sao? Thịt anh lượm hết rồi đúng không? Ừ. Giờ đi kiếm con ăn thôi. Mà sao lại có cái áo này ta? Phong một số à chưa bỏ vô trong cái ấy. Ở đây thôi. Rồi đến mức mấy đôi tập đó. Yeah, đó. Vậy là đó. Cho người tới sau họ nhìn thấy kết quả của cái con sông này. Ủa, từ từ đừng có thông em. Quên gì không? Không. Bên phải cái nhà màu vàng này đi không? Bên ở phải này, đây này, ở đây này, cái này nè. Đó, bên này nè. Đây đúng hả? Ờ, burger kìa. Có cái xe lật ngược. Ủa phải con dao anh đánh không? Ôi bạc ti anh ơi. Có một con phía sau nữa kìa. Ôi dù máy mình bị chặn đường rồi. Ủa sao ở đông vậy? Đi trong đi.
đi 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 vô cái đường nhỏ nhỏ kìa. Đúng, sao tiện thông dễ vậy? Mình mới là đó ra mà. À. Giờ đi đâu đây? Có xe ngon quá vậy. Ok, nhìn được á. Xuống thôi. Mình gọi là gì không? Mở vòng vây bên 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 nào mở vòng vây bên nào bên trên bên trái này đi. Trời ơi. Thôi 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 thôi. Anh kiểm tra đi, em coi cái cốt. Có heavy duty này, 100%. Nhưng mà ý là có đằng sau có một cái bánh. Ôi, nó kéo đèn đến anh ơi, Đâu nè, sau đây đâu nè, đằng sau nè, bên nè. phải nè. Xe của mình, xe của mình. Anh cân được không? Mình đánh con này trước đi, mình xuống đánh con này trước không đi. Sao để rút súng ra. Mẹ, súng mà chết á. Bảo ơi, con chó này. Xuống dưới con này trước đi. Con nào? Con ở góc 4 giờ nè, 5 giờ nè. Chạy 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 cái sao chạy đã, sao chạy đã. Chạy 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 nhà tử thủ. Có kịp bóng nó ngay sau anh rồi kìa. Kéo mở cửa được. Chạy. Mày hả bữa, đi, nào rồi. Không có con sau nhà nữa anh ơi, sau nhà chạy 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 chạy, nó đang tới anh kìa, đằng sau chạy, kìa. Chạy. Anh cân được hết không? Chó đừng. Chạy. Đằng sau kìa một đống kìa. Mẹ. Điên. Nhà hàng á. Không đi, được. Bên đây. Mở đi em canh cho. Tới không chưa? Được, tới rồi, chạy. Tắt lẻ rồi. Bọn kia bị ấy rồi. Tắt lẻ này. Mày bữa. Ờ ok, tạm ok rồi đó, má mày quá. Vô nhà chứ đi. Anh hết nước rồi. Ừ, cái nhà kho, ngon, có tủ lạnh luôn, ngon. Ok. Để nước này đã. Bia này uống không? Uống cho say à? Say khỏi hoảng sợ. Em mà làm một lon đã. Chết rồi, em quên mang đồ ăn rồi. Ở đây có đồ ăn không? Chết rồi, đồ ăn để xe rồi. À, có tủ lạnh này, có tủ lạnh này. Đồ ăn để xe không, rồi. Tủ lạnh đéo không cặp gì hết á. Có bia, ở tủ lạnh có bia. Tủ lạnh có bia, thật không có gì hết. Đây có pickle với lại peanut nè. Được. Đây, được, ăn được, anh ăn được. Cái peanut đó đi. Em ăn cái pickle trừ 5 đấy. Anh còn miếng thịt để anh ăn. À cái bubon này là dùng để gọi là khử trùng. Chứ mà sao còn có nửa chai vậy? Ta thấy bubon food kìa, uống được thân cơ giảm 20 luôn kìa. Why cũng được. Vậy. Cầm tạm đi, chứ đủ không có thì phải bú thôi. Không có thì phải bú, không được chê. Ok. Để em bú tạm chai red qua nha. Ờ, gì không ta? Ý, hay quá. Ờ, diêm nè. Có thuốc lá nè, có thuốc lá không? Không. Ung thư phổi chết. Rồi, em say rồi, em say khước rồi. Nhiều rượu lắm. Rượu nhiều quá, cần thiết. Anh bị nặng quá. Bị nặng dữ vậy ta? Cái túi cầm tay của anh đâu? Cái túi cầm tay của anh người thì vậy nè. Tại vì anh rút súng ra. Đi đây từ phía sau. Từ từ. Ở bên này hình như còn phòng nữa nè. Đây nè. Phòng thông. Ai phòng? Đúng rồi. Vô rồi. Ồ vô chưa? Chưa. Padlock nè, để khóa cửa nè. Bike brand school, nè. School driver nè, ngon. Để anh lấy bike. Bike quen. Có gãy thì còn có cái mà vác lên quýnh lộn nữa.
Vô nhà vệ sinh đi. Em chơi, à em châm nước. Cái gì? Vậy hả? Có empty bucket nè, có chổi lau nhà nè, thuốc lá nè, lanh bóp nè, có đồ ăn kìa, ngon. Rồi. Lần rồi, thôi. Mỗi đứa một miếng thôi. Em ăn cái muffle, muffin á. Anh ăn chocolate donut. Rồi, anh giữ cái cinnamon roll đi. Tại vì em có lấy cái chết mà giảm ăn uống nên là không sao. Vô uống nước bồn cầu không anh? Không, cảm ơn. Hình như cái bồn cầu này không có chữ nước. Ủa được, 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 được. Dơ vẫn. Học tận thế rồi, còn nước sạch phải nước dơ, dơ chết khác. Chip á, chip. Giờ chết khác với lại uống nước bồn cầu anh chọn nào? Chết khác. Đó là anh nói vậy thôi, bây giờ anh nghĩ vậy thôi. Chứ rơi vào cái trường hợp chết khác thật thì nó lại khác. Ra ra chỉ để xe của mình thôi. Ok, để lấy. Mà coi cho mình có chịu có xe nào không? Xe màu đỏ á. Không có. Cái xe màu đỏ nó có. Có khi có chìa khóa ở trên xe á. Đâu, xe mình đâu rồi? Xa lắm. Xa lắm. Ôi giờ. Hồi nãy mình chạy sắp mặt lồn mà. Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên vừa mới ra khỏi khu công tráng thì nó lại xô ra. Em vẫn còn đang xỉn nè. Hai một con. Sửa nó đi. Đi bữa. Ở phía sau em nha. Rồi. À, còn 5 trên 52 xăng. 5 trên 52 hả? Ừ. Đỉnh nút luôn. Em vô trong này thôi. Cái xe kia, xe to to kia mà có. Có map nè, có mấy cái map này anh lấy, anh đọc không? Map nè. Lấy đi em. Riverside map là khu vực của mình luôn nè. Ngon. Đọc chứ. Cigarette đâu? Để em đọc đã. Louisville Riverside map. Ủa, này Louisville Riverside đây. Ok. Riverside mình cũng nhỏ à. Đâu, nó bắt đâu. Đây, 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 đây. Rồi. Em mở map lên coi. Ờ, mình thấy hết. À, chỗ mình đang đứng ở ở góc nhỏ của Riverside à. Còn còn bên kia bự là mình đang ở gọi là sao ở ở ngoại thành. Ồ, bên này có cái cây. Ừ. Cái này khá ngon nè, gas là hết hết ga rồi. Ờ nhưng mà cái battery nó hơi tệ. Để em mua xe lúc đồ coi. Cái hồi này tự nhiên một đàn đến. Sợ. Cái này sell off rồi, đồ ăn. Twin là gì? Pencil này anh có bút chưa? À, paper clip để sửa cần câu đúng không? À. Battery đi. Câu như sệt đấy. Coi cốp xe chưa? Ở bên này em ơi. Bên này có cái nhà cửa hàng gì này. Ở bên kia nhà đồ ăn anh không rút hả? Chỗ nào lốt? Ồ, cũng là đồ ăn. Đây lại cao quần áo coi có gì xịn không? Mình phải có cái túi đã, mà không có cái túi thì không làm gì được cả. Chỉ có t-shirt thôi. Sweet jacket. Thôi trừ nhiều chỉ số quá. Lumberjack, sao tàn đồ là cùi bắp vậy? Mới vậy. Hàng với hàng cùi, ờ có cái crown bar nè. Crown bar, đánh hai tay đúng không? Ừ, anh cầm bar của Ren rồi. Ở đây mấy có ở đây có mấy cuộn băng nè. Băng gì? Ai biết đâu, băng mấy tên từng đâm đó. Lượm đi. Có được cúc xô nè. Có vẻ học được sao á. Not Goblin đấy chứ. You are dead. À, dead wrong. The danger in your bed. Tại sao lại tìm ẩn nguy hiểm ở ở cái giường của bạn? À lấy cái shower này xong mình làm vườn được nè. Ờ, anh nghe tiếng tập ờ hồi nãy em cũng có nghe nhưng mà em tưởng là tiếng Anh lúc đồ á. Baking soda.
Mày làm gì Simon? À mày nướng bánh nè. Thì cần gì, cần nướng bánh gì? Cái này là cửa hàng bán cả đồ ăn, quần áo, các kiểu. Đây, chỗ cái này là nước. Cấp anh có bú chưa? Ở Femin Vol 1, Vol 2 nè, ngon. Để mình sau này mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Được. Cái ấp này, mấy cái gia vị đồ ăn nè. Nhiều quá. Flour nè. Baking soda. Hơi từ từ đi hả? Bên này có mấy đồ ăn này, em ăn nào không nè? Cracker, để em ăn tạm cái cracker này. Đồ quần áo để em coi đúng không? Chắc không biết. Thôi rồi. Anh coi có zombie đập cửa, xử nó luôn đi. Trời ơi, em đang biết nhà kho nè, mà còn mở nhà kho nữa. Phải. Trời ơi, là thêm nhà kho nữa. Ủa sao bảo nghe tiếng đập cửa mà? Ui, ui. Anh có bị thiếu gì không ta? Có cưa này, dây thần này, lúc luôn. Bố anh có bố chưa? Chưa em. Để em lấy cái club hammer này. Nhưng mà anh có cái túi rồi. Còn cho mình có túi. Ngon vậy? Quá đã. Anh lấy pai quen nữa không? Chậm nhiều rồi, chậm mấy cái rồi. Toàn đồ khô thôi. Lất quen này là để sửa xe đúng không? Thấy luôn. Nè, anh cho em nè. Đó, túi trẻ. Cảm ơn. Rồi. Để em coi. Mở lên. Em sẽ đánh dấu chỗ này là đồ ăn nè. Đồ ăn thì mình ký hiệu là gì đây? Hamburger đi, hamburger. Đó, còn rất là nhiều đồ ăn mình sẽ đến đây để lút. Đây, chiếc này cái vứt bà đi. Vứt mẹ đi. Tưởng gì? Secret. Tiếng kéo khóa anh. Mới làm sợ vậy. Thần hồn nét thần tính. Hơi sợ. Toàn là đồ hộp mà. Ngon á. Nói chung là em đánh dấu chỗ này lại rồi. Sau này mình thiếu đồ ăn rồi mình đến đây. Mình đến đây mình lúc. Ở bên này có Warren. Warren anh có chưa? Warren em đi bất kể. Bucket. Hammer kìa. Hammer đấy hả? Hammer họ có rồi. Anh cũng bị nặng. Em cũng đang nặng nè, heavy lot luôn rồi. Thôi về xe mình đi. Máy xe mà mình kiếm lại được đã. Để bỏ bớt đồ qua bên này. Bandit này, có một cái bandit nè. Thế tự nhiên này em cầm cái fishing rod trên người chi cho nó nặng vậy trời. Không có hết nặng thế nào luôn á. Sao kỳ vậy ta, không có đỡ được tí nặng nào vậy ta. 19,9 trên 15. Họ quyển sách ra coi. Kỳ vậy ta. No lắm rồi. Ở đây đồ ăn không mà đã quá đã. Giờ ở đây không có bếp thì phải. Má lại thêm vài cái gì gắt chai thế này. Nhiều thế. Thấy thôi, ăn xong. Ở đây cũng có MTS can nào không? Chắc là em. Đồ quá. Ở đây chiếc này xem mình thôi. Rồi, xem mình đâu. Hơi nặng thôi chắc không sao. Nếu anh nói nặng thì em mới thấy em nặng vờ lờ. Mình kêu cái ba anh nè. Thôi tôi xem màu đỏ trước rồi đã. Có một cái bánh rất là xịn ở trên phía sau. Xung quanh đây toàn là giom thôi. Nên nó tụ tập từ 3 đến 4 đứa. Khôn dễ sợ, nó không chơi lẻ. Chắc mình dụ từng con một đi. Anh đang vô được cái xe này không? Đó, vô được em. Má. Anh canh đi á. Ra, em mới vô được. Chứ gì nữa, anh chiếm chỗ gì nữa. Không có chìa khóa không? Có mát thôi. Không có chìa khóa hả? Không có chìa khóa. Chán thế. Cái bánh sau của xe của mình là cùi đúng không? Ừ.
Giờ anh lấy cái heavy tích đi thì quăng qua xe mình thôi. Bị nạt quá. Sửa được thì mà lấy bánh này mình thay. Mấy anh cứ di chuyển thật. Đi sao xuyên. Chắc phải có chứ chờ. Là sao có gì? Xe, chỉ có xe. À, cái xe, có mở cốp xe chưa? Cốp xe đỏ hả? Ờ, à, rồi. Không, cái xe vừa này nè. Chưa. Còn cái xe màu đen nữa nè. Chỉ có mấy cái đất tát thôi. Xe màu đen này nhìn cũng xịn nè. Hết, không xịn lắm. Hơi vàng một tí nhưng mà vàng cũng chỉ là mấy cái phần không liên quan đến máy. Cái key gas tăng nó hơi lỏ thôi. Ừ, anh thích bự không thích nhỏ em biết rồi. Đúng không? Ở đây em có annotated map nữa nè. Ờ, để em click. À không, cái này là Louisville. Ủa sao nó có ghi chú sẵn trên map này rồi. Đâu? Này, đọc thử đi. Mở map lên coi. Đây đây đây. À cái Louisville. Cái Louisville này nó là có nhiều, nó nhiều mảnh anh à. Vậy hả? Ờ, xem thử cái mảnh này. Nó có cái dòng chữ gì đánh dấu keep from mom gì đây. Ờ, không biết nữa. Đây nè, ví dụ như là cái Riverside này nè. À, để em đưa cho anh đọc. Nó cũng có ghi chú lên nè. À, ở dưới đất nè. Đâu, đây. Đây là Antonated này hình như kiểu như là họ chưa biết được. Đúng không? Đã được dùng rồi á. À. Nhưng mà anh mở lên cái vùng Louisville mà ở trên map nó sẽ bị hai mảnh luôn á. Hay không? Coi, đọc cái này coi có ra lưỡi gì nữa không. Louisville nữa nè. Lo lên xe thôi em ơi. Ok, đi. Let's go. Đi. Nhưng mà ý là bỏ đồ được không? Có con dâm nào ở gần không? Bỏ được, bỏ đi. Nó tới kìa, nó tới anh ơi. Chưa. Một xúc. Ok. Chưa thấy. Canh nha. Rồi. Bỏ bớt mấy cái này đi. Bỏ mấy cái worm này đi. Fishing rod nè. Mid clever nè. Water bottle nè. Ấy chết mẹ, water bottle của em. Hai cái. Anh ơi, con dâm nó đang khá gần mình đó nha. Chưa mà. Water bottle chữ 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 W chữ W. Á, ít nhất phải cầm hai cái trên người chứ chính. Kinh kỳ vậy chứ. Chưa thấy. Chuyện ta tập máy. Nó chưa tới. Phải không? Bỏ một cái bandit ở trên người đi. Kìa ba con ở đang rất gần mình nha. Rồi. Mà chưa thấy nó tới. Mấy cái xe này đầy không? Chưa còn nhiều. Nhiều. Mình sẽ để fishing rod ở trên fishing vol 1 ở trên người đã đọc. Luck Rain. Rồi lên xe và chuồng thôi, anh xong chưa? Đã xong rồi. Ok, lên xe và chuồng thôi. Để nha. Ok. Anh tới giờ ấy. Anh tới kìa. Đi, let's go. Đi đâu đây? Đi đâu đây, anh, ai biết anh? Em mở mắt chứ anh cứ mở mắt được đâu. Nhưng mà ý là ai biết được, anh cứ đi cái đường nào đó, ai biết. Đi nè cho nó an toàn, nó không cho. Nghĩ sao mà em biết được. Mẹ làm như em là thánh thần phán đoán được á. Đây có đường nè. Đường đâu mà đường. Ở đây phải đường hả? Phải đường không? Quay đầu xe thôi. Phải không? Vòng ra phía sau nhà thì cái vùng mình đang đi nó không ở trên map anh à. Ví dụ như cái đường này nè, nó không ở trên map. Vậy hả? Ờ. Thì chị cứ vô. Hình như đi là đường khác rồi. Hình như là mình đi, đây là đường đường quốc lộ đúng không? Nó bự lắm luôn á. Đúng rồi.
Mình ra khỏi map rồi. Ra khỏi luôn rồi hả? Bây giờ mình đang đến một khu vực mới rồi. Ở quay đầu xe thôi. Không ở Riverside nữa. Riverside là ở bên phía 9 giờ á. Cái gì kia? Có xe màu tím đi, thử coi. Nó móc đầu quá. Ủa móc đầu hả? Qua đây hả? Qua đây có đường không? Qua đây không có đường ra ngoài má, mà em ở là thành phố của mình ở 9 giờ mà. Mình nhìn xe vậy? Đã đó. Mà rào cao là như không có dòm. Chù chà. Chù đụng má. Ủa vãi cất. Ôi festival anh ơi, không phải party nữa. Đúng là lễ có khác, nay lễ có khác. Thôi mình không ham vui nhé. Trời ơi, phải đi đâu cũng thấy á. Thôi nha. Chẳng qua đây đúng không? Đi ra đi. Google này tính vô nè. Giờ đồ ăn. Đồ ăn hiện tại chưa thiếu lắm, từ từ cũng được. Nhưng mà mục tiêu của mình là gì? Không sót rồi đã, kiếm đồ được một cái nhà đó, tạm bợ đã. Cái gì đây, có cái gì đây, tiệm gì vậy? Tiệm mình vừa đi qua nè. Cây xăng. Cây xăng của anh đúng không? Không. Ê, cái xe màu trắng, nhìn tụi mày đẹp. Nhưng mà có dòm. Đông lắm anh ơi, không được. Police kìa, ở trong này chắc có súng đạn á. Anh ơi, anh dụ nó hả? Có một cái nhà kiểu như ở trên, mình có thể sống trên tầng thượng tòa nhà này cũng được nè. Thiệt. Nhưng mà không có đường lên sao mà sống. Ủa bấm coi. Con kia nó có cái túi đeo chéo kìa. Nó có cái nón nữa anh. Ở trong kia, chỗ rửa xe, đó là chỗ rửa xe. Thử đi. Rồi vào, nếu không ra được là ăn cướp đúng không? Vào không ra được đó là đi thôi. Cái xăng này phải là cái xăng mà anh lấy không? Thấy dụ được con nào đâu? Đâu mà. Nè. Rồi nó đang đu lên xe lên mình rồi. Không đông lắm. Tầm khoảng chục con à. Thì lưu nó ra khỏi chủ yếu, lưu nó ra khỏi cái cảnh sát thôi, mình nó xuống chơi đó. Chủ chơi mình cũng nghe thấy chứ. Đây là chỗ mình mới vừa đi ra đó. Mình đi vòng. Hay mất thời gian nè, vẫn đông nè, đâu có làm được gì đâu. Cẩn thận đụng bây giờ. Xe nhựa lắm anh. Đây còn hai con. Không ai, rồi em canh cho, mở cửa đi. Vô cửa sổ. Nghe đập dữ lắm nha. Chỗ này không an toàn. Đây nè, trời ơi. Đông không? Bộ ba người sát, bốn. Ôi trời đồ vãi. Bốn. Cái gì vậy? Cho mấy anh lại súng tạm bỡ vô. Paper clip nè, để chữa mồi câu đúng không? Uống miếng nước đã. Mấy anh đập gì mà đập dữ vậy? Anh lướt hết mấy cái bàn chưa? Ê, dính đâu? Đâu? Đi lên chỗ khác.
lại một anh ra nữa. Chị, chị. Chết mẹ này, gãy rồi, gãy rồi. Ôi, trời ơi. Má, quá nguy hiểm luôn á. Các cây súng này sọc anh nè. Anh có chìa khóa của thợ sát nè. Không biết có chìa khóa mở cửa. Ờ, mở cái cửa sắt. Xem vẫn nghe tiếng cửa ta. Ê, có. Ờ, cái này có một bị một lỗ rồi. Áo giáp á. Kệ nó, được nhiều hay nhiều. À, đây này, nằm cửa sổ đây nè. Vô đi. Ê, chìa khóa mở cái nhà này. Được. Có cảnh sát mở đường này. Có đạn quá trời luôn anh ơi. Ờ. À. Đỉnh đạn không là đạn à. Để anh lựng đạn sắp gần. Đang coi mấy anh chị còn khẩu súng nào không? Còn. Có khẩu nào mà súng lục mà 9mm này có mấy băng đạn 9mm? Không có sọc gân à. Đạn sọc gân thôi ạ. À? Súng sọc gân. Đang coi bắn súng. Phải cần. Đấy. À, sọc gân hả? Thôi để qua bên. Phòng giam có gì không? Không, có gì ghê. Phòng giam này coi. Phòng này phòng mà... Phòng thẩm vấn. Đạn còn không mà lúc? Ờ, để cho nó chưa lúc. À, ok. Ê, còn không. Ôi trời ơi. Rồi, kho đạn đây rồi. M9 luôn. À. Em bắt súng nào? Tùy. Cho em súng sọc pin nha. Ok. Vậy em phải dắt hai cây sọc pin. Đang đeo trên người. Rút ra đã. Nè. Nè. Đạn này. À. Shot of shotgun là sao? À, cưa shotgun ra hả? Unlock for rack là sao? Hả? Repair. Rack là kiểu như bị kẹt đạn á. À, bây giờ đang bị kẹt đạn hả? Không, ví dụ như bị kẹt đạn thì em bấm rắc nó, rắc để mà bỏ một viên đạn ra. À. Unlock là tháo đạn trong súng ra. À. Súng nó có sẵn đạn. Đạn nè. Nặng lắm. Em cầm trên người á. Cái kia đâu rồi? Cái schedule rồi. Equip secondary. Rồi, bỏ vô, bỏ tạm vô đi. Rồi, súng rồi đó. À, mấy cái tủ này có gì không? Cái bandolier để làm gì vậy? Yeah. Em bị căng thẳng vì dính máu rồi. Có đây rửa ráy kìa. Có. Rồi. Rồi. Chúng ta phải kiếm cửa nào đó trú ẩn thôi. Cái xe của mình ngay trước nè. Quay trời là nhau mới đông. Ra bỏ ít nhau em phải. À, lút thêm cái súng đi, lỡ cái súng có bị hư. Ừ. Có một cái còn mà thay chứ. Cây này hơi lõm một tí. Mà không có gì hết. Cầm cái nặng người luôn. Đi ra hả? Ừ. Có ai không? Không, dạ. Thôi đợi tí nha. Bỏ đồ. Ồ, bên kia đâu chị? Có vô chạm xăng đổ xăng không? Có đổ không? Có đủ xăng đổ chưa? Sao? Xăng với bộ kỳ vậy? Sáng muốn còn 1/4 á. Ừ. Vậy đổ đi. Ra đổ phải chiến chúng nó. Sống thôi, nổ sống thôi. Lên đạn. Được không vậy? Chắc là được á. Để em mở ra học đạn đã. Mở hết đây nha. À, ok. Còn xíu nữa bắn rồi không có ấy. Hai viên là nạp một lần đúng không? Ai biết súng vậy? Súng đó em phải chỉ cho nó coi mình nạp bao nhiêu viên. Thì 6 viên á, súng có 6 viên nè. Từ đợi tí, bỏ đồ đã, bỏ cái cưa ra đi. Bỏ này ra đi. Nè.
thấy nó đèn nóng lắm rồi đó. Thôi, đây. Ông bá trường. Đấy rồi, mấy anh tới rồi đó. Ủa, anh tới rồi. Để anh thử nha, anh súng bắn có một mục tiêu. Từ đây. Ê. Kỳ vậy, nồi. Ô, phú hồn. Rồi. Rồi, coi phía sau nữa nè. Ôi sao kỳ vậy, tôi lui 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 lui. Rồi rồi. Ấy kẹt đạn rồi. Đi. Má. Cháy cháy cái cháy. Súng lạ quá. Cháy cháy cháy. Cháy 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 cháy. Rồi gà đạn chưa, rắc đạn chưa. Rồi đợi tí. Đây. Ủa sao kỳ vậy? Đừng có một con à. Để gài đạn, để gài đạn. Đấy một con, kiểu nó đang đến từ phía sau nữa nè. Anh gài đạn nha. Ừ. Một con phía sau. Ủa sao kỳ vậy, sao không dính được ta? Chạy chạy chạy. Nhắm cho chuẩn vô. Má lại kẹt đạn. Anh cho em cây súng lão quá à. Ai biết được. Đi qua bên này nè, bên này không có dôm nè. Được chưa, được chưa. Rồi gai đạn nha. Rồi rồi chưa? Rồi. Đó rồi. Bắn cân. Rồi hai nữa rồi. Được. Lui 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 tích. Đi về chỗ khác. Đi về chỗ khác. Con này chưa chết nè. Thôi, con tới. Ôi, nó tới. Ở đây phía sau anh ơi. Sao nó ở đâu? Phía sau có một con kìa. Hai con rồi. Mình chạy vòng lại đi vậy, chạy vòng lại đi anh. Ok. Dạ. Đâu thế không biết. Ở đó hả? Thì giờ anh đang bị căng thẳng quá, anh ném một chung chuẩn ra. Sao mà căng thẳng? Tại căng thẳng quá, anh đến. Tại vì anh đã. Rồi, hết rồi, hết đám phía sau mình rồi. Có một con tới kìa. Đây à? Đây. Rồi. Chết hẳn chưa? Chết hẳn rồi. Rồi, đây đây, nó tới nè. Ủa, vẫn còn hả? Còn. Không cận chiến à? Ôi sâu trong xe một con. Ui trong kia chạy ra. Ờ ờ ờ. Phía sau nhà cũng có nha. Rồi anh đã lo sau. Rồi con phía trước xong. Bây giờ còn một đám phía sau chạm xăng nữa. Rồi phía sau hết rồi, ok chưa. Sợ. Phía chạm xăng anh ơi, đằng sau phía anh. Đằng sau anh, đằng sau anh. Rồi 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 rồi. Đi về chỗ khác. Đói luôn á. Có con. Xe có gì ăn không? Còn một con, hai con. Đang chờ đèn, còn ba con. Đó. Ôi má, vẫn còn mấy đứa lận. Nó hơi lắc nha.
Em bắn nữa nào. Em bắn dưới này. Ok, em bắn đứa ngang nè. Bắn phía dưới nha, bắn phía ngang nha. Ủa, bắn phía dưới mà. Ở đây hả? Ờ. Tại vì có nó chia nhiều phía. Em đi qua phải đây. Có con F không? Ờ, có con phía sau anh nữa. Rồi. Ờ, ok. Rồi. Hai lúc thôi. Rồi Reddit cạc nè. Có một con tới nữa anh ơi. Cận chiến cũng được. Có một con nữa tới nữa. Mày cho mới. Mày. Em có thấy mấy đứa mà mặc áo khoác da. Rồi, con đứa thì nó có súng không? Leader jacket này có so với em có ngon không? Ừ, ngon hơn của em. Mà có lỗ không? Có lỗ nhưng mà ít nhất là cũng ngon hơn của em anh à. Lái xe vô đó. Rồi nhìn vô. Ờ, ok. Có cái ừ biết rồi. Có cái holster ở đây nè anh. Cái mà để bỏ súng lên á. Anh có chưa? Rồi, em có một cái rồi, anh mới đeo được khẩu súng này chứ. Ờ. Một con bầu mồm do anh đưa anh đứng trong nhà chỗ chạm xăng nha. Ờ. Tối nay mình ngủ ở chạm xăng cũng được á. À đây rồi. Canh anh ở đâu rồi? Bên bơm xăng, xe. Ok. Em... kiếm gì ăn đây? Đó, con chạy sang đó, chạy sang cái trắng nó chịu thôi đó. Yeah. Không có gì ăn sẵn ở đây à? Trên xe còn mấy cái gác can. Mình có lấy hết đi nhờ. Có cái xe này nè, kiểm tra. Canh ơi, có dông tới, để em đục nó nha. Mình đã đánh cho. Ok. Còn kiểm tra. Đâu rồi, can xăng ở đâu? Gas can chữ G đúng không? MT. À, MT gas can đây. Ok. Mày trâu đi. Mẹ, mới lấy MT rồi đã nặng rồi. Một cái thôi, lấy từng cái một thôi. Anh không tắt máy xe à? Từ đó gì? Vô. Gas can đâu rồi? Ok. Căng căng. Chẳng biết là còn bao nhiêu đạn nha. Nhiều không? Không nhiều đâu, em bắn nãy giờ quá trời luôn mà. Còn 38 viên. Xe này vẫn còn xanh. 38 viên là nhiều hết. Nãy giờ bắn một nửa rồi. Nhiều mà. Thôi cứ để súng vào trên xe nha, cho nó đỡ nặng người cái. Xe này không có kiểu con xe. Có map mới nè. Ừ, ngon vậy nè, cái xe gì ngon nè. Thay bơm mình có chưa? Rồi, có rồi. Ok. Rồi đến giờ không có kiểu con xe. Map đâu? Rồi. Con kem không nè? Chạy nó kem. Rồi, ở khá xa mình. Ui, từ từ. Vô hả? Ừ, vô nhé. Vô mình nghĩ đây nhé. Có cái phòng nào kín kín không? Chắc là phải có phòng kho rồi.
ăn ăn tạm mấy cái này vậy. Lá nhiều quá. Bổ phổi luôn á. Sao mạng nó bị lắc lắc chậm chậm ta? Trời ơi, mát quá trời mát đây đọc em ơi. Ok ok ok. Có sách gì hay ho không? Quá gì, thèm quá. Quá đã. Cái này có gì? Secret. Trời ơi, vẫn còn. Ở lighter không? Để em lấy một cái lighter đi. Quay này anh lướt hết rồi hả? Máy làm mất căng bơ nè. Vô nhà kho này, có nhà kho. Bot of nail. Đinh nè. Cái mình có cleaning liquid nè. Ok, này. Để lấy. Giao gớt xin nè. Sang xe thấy ổn rồi đấy. Ok. Thôi giờ đây nghỉ tạm đọc sách thôi. Ở ngoài có đọc sách Farming 1 á, anh có đọc thì đâu? Anh không có làm nông nhé. Rồi, cleaning liquid đâu? Đây. Ở đây có bồn rửa gì không? À đây có nhà vệ sinh đây. Có hai nhà vệ sinh đặt mà nam với nữ. Sao em thấy có một nhà chứ mấy? Leather jacket. Rồi tại vì cái này đang có bloody. Ở xong rồi. Ở đèn đối diện đây có một cái thôi. À vậy hả? À. Để phiêu nước. Rồi, giờ đang thôi vô kho đi. Vô kho ngồi đi, ngồi nhà vệ sinh ngồi hơi kỳ. Ngồi tu thiền đọc sách. Ủa sách đâu rồi? Ngoài xe nha. Ra ngoài xe lấy sách thôi. À đây, sách đây rồi. Đọc sách fishing tip. Ở đây mình lập gỗ là xong đó mà. Nhưng mà được cái là mình có xăng. Ừ. Vậy thì kiếm nhà nào gần đây đi. Sao thay vì cái nhà tàn kính ra kính như thế này. Mình lập gỗ lại là chắc cái không còn kính rồi. Vậy kiếm bơ lăng ở chỗ nào? Lập gỗ gần đây không? Có không? Mở mắt lên coi. Có, ngay sau cái polis là rừng mà. Ui, gần ơi. Sông nữa. Thế thì lo. Hay là mình lấy bullet làm base. Bullet làm base à? Ừ. Có mấy ở trong đó có mấy cái tủ sắt nữa. Được. Ra cửa thằng sau là rừng với sông luôn. À, ở đây cũng giữa thành phố đó. Ừ đúng, giữa thành phố đó. Không giữa đó. Nói chung là cũng không xa thành phố lắm. Cũng không có trong thành phố. Trong quá thì đây, nguy hiểm. Em đọc xong sách rồi. Anh đọc nè, fishing nè. Gì đất á. Chê. Sao vậy? Câu cá chê. Câu cá quá à. Chê hả? Quá chê. Bộ hộ tống em ra xây các quyển sách này và lại lấy quyển farming coi. À, mặc dù em đọc chậm nhưng mà em vẫn ráng đọc sách. Xem mình đọc. Đây nè. Học hành nó mới lên được anh à. Phải học nó mới lên người được. Không học là thành ngợm. Xe này có ấy không? Có gì? Chịu khó không? Không có xe. Cái cooking nữa hả? Farming trước đây. Giờ không có cái bếp mà cooking cái gì? Bếp hả? Chắc mẹ trong đây không có bếp. Mình đi lên từ chỗ khác về thôi. À, mình nhưng mà hình như là mình phải có cái electric với lại electric level 1, level 2 gì đó cơ. Ừ, thôi ăn đồ hộp tạm đi. Chị ngày mai chúng ta bắt đầu làm gì đây? Khám phá khu vực này cái đã. Đâu anh đâu rồi? Đấy, chỗ sang xe nè. Ok ok. Thấy rồi.
mình đã chiếm được cây xăng rồi đó. May mà có cái bullet ở gần đó rút súng được á. Hồi nãy mà vô vẫn đi ra được mà. Xe đi vô vẫn đi ra được mà. Ê, bên này có cái dãy nhà nào nè. Vậy khi nào mình cần rửa xe mình chỉ cần đẩy xe đi vô trong này thôi đúng không? Ê, biết đâu. Nhà này gì ra? Đâu? Ở dưới hả? Đồ ăn hả? Kho hả? Kho hàng à, để em mở lên xe nó màu gì? Không, nhà hàng. Nó màu vàng ờ. Ôi bên này có hai dòng đập sẵn cửa bên này. Ui mà dòng đi tới. Láo này. Dòng này đập đó, đập mở cửa sổ đây. Dạ. Ở trên sáng đèn à, sáng đèn. Sao con trâu vậy? À, sao anh này mới đập một phát là đã xỉu rồi. Có lấy cái xô về hứng nước không? Phòng khi cấp điện nè. Mình đang ở đâu? Ở chạm xăng. Chạm xăng thì mình cấp nước, cấp nước. Thì mình cần gì? Cần gì? Máy phát điện. Đúng rồi, mình phải cần máy phát điện. À, hợp lý nha. Fountain cup. Ôi, hamburger. Là tại bây giờ bắt còn cái hamburger dưới á, trong cái túi á. À, burger nè. Đâu rồi? Túi đây, đây. Còn paper napkin là gì? Rồi, hamburger. Trong cái túi nè. Rồi, fried onion, green. Rồi, khoai thịt chiên. Thì bất kịch. Quá đã. Mở cửa vô đi chồng. Đây hả? Quay phía sau. Ôi, có cái bếp như thế này đâu, mình cần gì mình cứ việc qua đây mình nấu ăn thôi. Ok. Úi giời ơi, bếp hơi bị gì? À, cái này để nhảy ở... À không, không phải. Cái cửa quay mất, tự nhân viên nhảy qua nhảy lại chỗ này. Nick là chi steel rồi nè, để cút thôi. Hơn kiếm cái chi để trong này coi. Nè, cái này không có tủ lạnh. Giấm nữa nè. Chỗ này không có tủ lạnh. À. Mình phải cần để ý tại sao tủ lạnh nha. À ha. Sao cửa hàng ở đây nè, hai tủ lạnh đây mà bảo không có tủ lạnh. Ôi hả? Đúng là. Tại mình thấy sẽ để đồ ăn ở trong ngoài này. Thế thôi, bỏ vô. Em bị giảm ký ở đây này. Tủ bếp. Trời ơi, toàn burger không à. Ngon. Ăn burger thôi. Ngon là burger. Quá đã. Fried onion, ăn thôi. Em đâu ăn thành đâu. Nhớ là ngoài đời, trong game có thì ăn hậu tận thế, ăn hành với chết. Đói thì anh chọn nào? Ăn xong bị dị ứng chết hay rồi em chọn nào? Không phải em đâu bị dị ứng đâu. Bây giờ không ngoài. Dâm. Má, ghê thiệt. Hậu, vậy ăn dưa leo với chết đó anh chọn cái nào? Em đói. Ăn dưa leo, ăn một nếu nổi. Đến lúc đó rồi biết. Em nói ăn không nổi luôn. Để bỏ mấy nước
Cái này bị teo rồi, thôi để nấu không đi. Nấu đi. Close window chưa? Rồi lắm. Nhiều burger quá. Có thể lấy bleach để lau vết máu nè. Ví dụ như em cầm mà phải có à đây có cái dĩa lau trên người, xong sau đó là nhấn vô cái bleach nè. Ủa, phải không? Clean blood nè. Đó, để em xóa mấy vết máu. Xóa dấu vết với người đi. Không, sạch tươm. Tôm. Mày có xá trên tường không? Ở đây có tiền nè, anh 6 đô nè. Chú, dạ. Để anh hối lộ với người giàu. Ví dụ như mà mình có mấy cái máy mà gọi là mua hàng, bán hàng tự động thì tiền cũng có ý nghĩa mà đúng không? Ở đây có burger nữa nè. Là chúng ta sẽ đập luôn cái máy đó rồi chúng ta sẽ lướt. Nghe nó hợp lý hơn nhỉ? Ở đây có máy làm Pepsi Cola miễn phí nè. Anh không thể nào ngờ được mà đã tới tận thế, là hậu tận thế thế này. Em còn nghĩ đến việc mà dùng tiền đúc vô thì đỉnh quá rồi. Anh ở đây có Cola Pepsi miễn phí nè, okay. Đúng không? Anh đang lướt cái trên bàn đồ ăn thừa. Đang bận bỏ chạy. Chưa kịp. Bỏ chạy hay biến hình dao? Thì phải bỏ chạy ra ngoài mới biến hình dao chứ. Nghe nó hợp lý hơn rồi. Em bị nặng hết cả người nè. Bỏ nước cho xong bỏ trong tủ lạnh đó. Hay bỏ cái empty bucket ở đây. Vô trong nhà kho thôi. Anh đâu rồi? Anh đang trong bếp nè. Sao ở trong nhà kho? Dạm, đi trong bếp, anh bỏ đồ ăn á. Để em cạp 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 coi. Ăn đồ chiên nè. Phải đi kiếm mấy cái ba lô để em còn có lút đồ. Đúng không? Em còn có lút đồ được chứ. Có gan. Ok. Tao hôm nay chơi đến đây thôi nha. Ok, tạc đi chỗ này. Mai chúng ta sẽ mai chúng ta sẽ oanh tạc chỗ này. Hôm nay mình oanh tạc chỗ này rồi mà. Oanh tạc cái chỗ bên kia có cái nhà, hai cái nhà màu xanh lá lá đó. À, xanh lá, ok. Đó. Ở xanh lá đó là chạm xăng đó anh. À, ở cái chỗ nhà dân ở đây nè đó. Chỗ nhà dân này với cái chỗ màu xanh lá ở dưới này cũng bự nè. Thấy chỗ nhà dân này có vẻ hợp lý đó em ạ. Tại vì thấy cái nhà bự bự á ở giữa thấy không? Có vẻ bự đấy. Là bay đó chứ cũng ổn. Ủa tưởng chọn bullet làm bay rồi. Nhưng mà nhà bên này anh thấy có rào cao. Hợp lý. Nhưng mà bullet mình cũng có thể xây rào mà. Tới lúc đó quay rất là tính. Ok. Mai tính nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Trinh nha. Nếu mà là thích thì cho Trinh một like và một subscribe. Bye bye và hẹn gặp lại ở game Project Jump Boy lần sau nha. Bye bye. Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Bye.